siêu mẫu rồi anh. Em đề nghị mà, em nói phải siêu mẫu em mới chơi nha. Tự nhiên có cái ừ. Đúng rồi. Ôi ôi ôi, Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam tươi đẹp. Chào mừng anh đến với chiếc xe bảo táp của Việt Nam. Trời, chắc chắn là siêu mẫu rồi anh, siêu mẫu rồi anh, siêu mẫu rồi anh. Đây đâu bị về. Giờ nếu về nhà ngủ đi đây thì hai đứa. Ôi xui xui. Ủa chứ là người mẫu thôi đi anh đi. Ủa anh chưa đủ đẹp hai đứa. Lên đi anh. Lên đi nè. Để đắp gói em lên. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì mình không đi không được. Tại vì đã ký hợp đồng rồi. Đền 2 tỷ đó. Đó. Vậy là tại phải đi đó, tôi muốn đâu. Bây giờ tụi mình đi đâu? Bình Dương thẳng tiến. Bây giờ địa điểm đầu tiên đến với đây là gì? Làng heo đất. À, năm sau là năm con heo luôn. Năm nay con heo thì ta làm nhiều con heo hơn. Không, bên kia là con vịt, mình đâu có 5 con vịt đâu. Hãy chịu thích con gì? Mình muốn làm ơn mời thì nhưng mà cũng thạc, gần học thạc sĩ mà cũng có kiến thức chút xíu chứ. Để con nói ba con chồng cái em tặng cô, cái cô tặng cô đặng là gần mất chưa con? Dạ đúng rồi. À, cô đi cô ơi, đi đi. Mời ba cái thuốc, mời ba cái thuốc. À, vậy cũng ngon nè. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của Việt Nam tươi đẹp, đó là 17:20 trên HTV9 chủ nhật hàng tuần nhé các bạn. Bye.